lúc đó cái gì, lúc đó vàng cổng Lộc đó mà Lộc đi không nổi vàng cổng đó, nhớ không? Bụi á, bụi chứ tôi. Giờ huynh đệ nay đi đi gì? Đi về qua đây. Đến đây chùa Tây Phương nha. Đây là chùa Tây Phương. Tao coi mày. Lâu lắm nha. Lâu lắm mới chụp hình được với cha tao nha mày. Đường về Tây Phương. Đây là đường về Tây Phương nha, huynh đệ. Rồi. Đường về Tây Phương quá đẹp. Tao mở cái máy tao lên tao gặp ai tao like đó. Còn bình thường tao đâu có coi máy điện thoại đâu. Thấy tao quay phim vậy chứ mày kêu tao vào vô coi điện thoại là không bao giờ. Cái Facebook cũng vậy rồi luôn, đăng tương tác rồi. Trời ơi. Đường này giờ ngon quá ha Lộc ha. Trời ơi, cục đá khổng lồ kìa. Ồ, nứt ra kìa anh. Ê. Vô khám phá coi có cái hang nào không. Trời ơi. Suốt ngày bận rộn cũng chỉ vì lo ăn lo mặc chuyện áo y, ăn mặc đủ rồi lại suy nghĩ đó. Phòng chung còn thiếu thơi cùng thiết, phòng chung còn thiếu thơi cùng thiết. Phòng... vợ đẹp hầu non đều có cả, ra vào xe ngựa lấy đâu đi, ngựa đã thành bầy xe có sẵn, lại lo ruộng ít khó thu chi không này, lo đủ thứ nè. Là lo đủ thứ giết rồi càng ngày ấy nè. Có thêm có một miếng rồi thêm miếng nữa, có một miếng thêm miếng nữa. Trời. Ở đây gần cây này còn nguyên si bự quá nè Lộc. Đẹp quá nè. Ôi mát ghê không? Trời ơi. Khúc này cây lớn không à. Khúc này mát nè. Trời ơi. Hồi gió cái cây nó ngã kìa ghê không? Đẹp quá, mát quá. Ôi. Ủa, đừng làm ok bác. Ok, mát nè, rồi. Mát nè. Ồ đây cây cô. Mấy cây bự bự không ha, mát ha. Chiêu chiêu dữ nốt. Đó. Rồi đã không? Hai anh em chụp hình nữa coi. Nào anh nào em. Ừ, chấp nhận thôi, chấp nhận chuyện áo xanh là anh luôn hả? Thôi về xì nha anh. Ha, về xì á. Thôi về xì nó luôn. Ừ. Em mình mà. Năm xì đổ lên. Em biết xe tiền chứ nha anh. Anh đỡ đầu phải không? À. Hỏi kêu em muốn làm gì kêu em đây là. Sao không trả đầu ha? Thôi vậy không trả gì sao vuốt vậy nè. Giờ về về kêu em đi chạy xuống dưới rồi lên đây lại. Ờ kêu em xuống dưới xách nước lên cho anh uống đi. Ờ. Đi. Thì
Phải rút cái đầu lên rồi. Đúng rồi. Mày đang nghe em nói, nghe anh mình nói chuyện kìa mày. Mày làm bộ hoài à. Đi với cha. Thì chứ nay được đi núi với trai tôi. Thấy chưa, thấy chưa? Hồi tôi vậy, hồi tôi đấy rồi nha. Nó đi núi với trai tôi. Bao la luôn. Hả? Hồi ơi. Đá thiên nhiên nè. Quá. Thiên nhiên quá đẹp luôn. Hồi ơi, đá thiên nhiên nè, đẹp nè. Đó. Ghê à. Đá cỏ nghe bong bong giống như chuông ở dưới Hà Tiên vậy. Hà Tiên. Hồi đó tôi đi Hà Tiên qua cái hang của ông vua Gia Long cũng ấy nữa. Nghe bong bong lấy cục đá cỏ bong bong á. Rõ coi. Trời, kiếm cục đá không ra mày. Núi mà kiếm cục đá không ra. Nghe bong bong không? Trời, cục đá nó nhỏ xin nghe gì. Ôi, cục đá bự khổng lồ kìa, ôm cái cây vô kìa. Con mà thiền á là gió mát mát không, còn chú Mạnh mà ngồi thiền á là gió bão tới sập cây cối rồi luôn. Vậy cái Mạnh mày đi ra, tao đang quay phim Mạnh. Tao ra chữ Tàu coi. Cái cao lên người ta sơn nó sập đó. 1961. Bây giờ đang huynh đệ đang thắc mắc về một cái ngôi đá là giữa núi rừng có chữ này nha. Thấy cái cỏ lấy 1961. Đây là kỷ niệm của ai đây? Ngũ Phật Trắng là gì? Hả? Không biết đâu. À, đây là cục đá giữa núi rừng này nha. Ngũ Phật Trắng hả? Ngũ Phật Trắng là năm vị Phật á. Năm vị Phật trung tâm. Kinh Chú Lăng Nghiêm. Đó nè. Không, đây. Một nhà khảo cổ tôi đã mời một nhà khảo cổ tới để nghiên cứu về cái coi kiến trúc cổ nè. Nhà Kip Winter. Cái này là nhà vẽ cỏ không bao giờ mà vẽ mà ngay hàng thẳng lối như cái ô vô. À đó, thấy chưa, thấy phân tích rồi. Ảnh lên à. Nhưng mà theo cái niên đại thì nó là cỡ mấy ngàn năm rồi chuyên gia. Cái này là viết lấy cái tài liệu không? Ừ, lấy cái cỏ viết còn cái này rồi. À, đây cũng là người đi theo chuyên gia nè. Theo chuyên gia Lộc thì cái này nằm bao nhiêu ngàn năm mà chuyên gia? 20 năm. Trời, có 20 năm gì vậy? À, ngũ trắng là tượng trưng cho năm vị Phật trên trung tâm nha. Nè. Để coi chuyên gia nói bao nhiêu liên hạn nhiêu rồi chuyên gia? Cái tên hồi chiến Tết anh. chuyên gia Mạnh đón chiến Tết lộn đón 20 năm mà chuyên gia đón nhiêu chuyên gia? Đã khoảng chừng 10 ngày đổ lại à. Trời ơi, trời ơi, chuyên gia ghê chứ. Này còn mới, này còn mới. Còn mới đổ lại à. Ghê thiệt chứ. Đây, huynh đệ chúng tôi lên ra cục đá kỳ lạ nha. Tại vì đáy hoài mày. Đây là cục đá kỳ lạ nè. Trời, nó là hàng này nó đứng đá quá mọi người, này đá đó. Đẹp quá. Khám phá núi Vinh nha. Qua này là người ta chưa có ai phát hiện ra, em đặt tên cho nó là qua dạ đàm. Trời ơi, qua dạ đàm hả? Nè. Hồi cái hoa này đẹp nè. Trời ơi. Cái bông này giống cây sâm Ngọc Linh của này, sâm núi Vinh nè. Qua dạ đàm. Cái bông này bông sâm Ngọc Linh nha. Có nghĩa là dạ hương. Đàm là đàm. Ồ, dạ có nghĩa dạ thương. Hỏi. Ờ, tiến sĩ toàn là tiến sĩ không à. Á, dạ có nghĩa là dạ thưa đó, chế nữa. Trời ơi. Trời ơi, dạ thưa đàm thoại đó kìa. Trời ơi. Trời ơi, coi kìa. Trời ơi. Trời ơi. Dạ và thưa. Trời ơi. Dạ đàm. Trời ơi, dạ đàm là dạ thưa hả? Dạ thưa. Á, thiệt chứ.
toàn là tiến sĩ không à. Ở đó đứng nhà nó đợi mình kìa, Nguyên Văn kìa. Nguyên Văn khỉ đó, nó ngồi cái cổng nó đợi mình xuống đó, giơ lên đó. Băng nhóm à. Rồi ở con Nguyên Văn nó ngồi kìa. Quá trời khỉ luôn. Rồi ở đây nữa nè. Đây đẻ ca nè. Rồi. Biết này là sao. Biết này sao. Nè đẻ ca nè. Ờ, có bầu ấy, con này có bầu, hai con này có bầu luôn ta. Cũng có bầu nè. Cái mùa này mùa ấy của nó nè mà. Mấy con khỉ hôm qua mình gặp cũng có bầu ha. Ôi ôi kìa, nó leo lên chùa kìa. Quá trời luôn kìa. Băng nhóm kìa. Ờ, đại ca đó. Đại ca ngồi quay về luôn kìa. Không có chạy gì chân. Trời ơi. Cái bài bữa mình đi là mình đi xe lên. Đúng rồi. Xe lên. Đi sau lưng. À. Chùa đẹp quá. Đây một chung nè. Quá trời xung quanh khỉ, quá trời khỉ luôn. Mấy này là có kiến trúc cổ không ha. Quá wow. Mát mẻ quá. Cây này đây là tháp Xá Lợi nè. Đây là tháp Xá Lợi nè quý vị. Thôi mấy sư cô trồng mai đang. Đường lên tháp Xá Lợi đẹp quá. Đang đảnh lễ Xá Lợi Phật rồi. Cái anh này anh ngồi đây anh đứng anh canh hoài à. Chạy ha. Thấy không? Mai. Mai 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 mai. Ừ, đừng có không giữ chứ con. Nãy phải đem những gì cho nó ăn nữa. Leo núi mà. Ở đây có cái cam này, đi mấy năm trời cái cam này. Ừ. Được canh cái cam này. Ở cái cao mà. Cái cao này chuyện trời ở cao kìa. Ở cao kìa. Rồi đứng là múc trên đây luôn mà nó còn cao vậy nè. Đẹp quá. Trời cái mai thiệt nè ông ơi. Cái mai thiệt nè. Đẹp quá đẹp. Đây. Mới nhận nhau thân ghê không? Hai này mới nhận. Ơi, có nằm thương không? Kêu 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 em Mạnh để chơi đi. Ơi, có nằm kìa, nằm như con chó vậy đó. Trời ơi, cưng không? Chó ơi. Nằm kìa Lộc. Trời ơi. Nằm chìm mẹp kìa. Một cục đá về thọ luôn ha. Cục đá đẹp quá. Trời ơi, cưng kìa. Có mặt ngủ rồi, ngủ rồi. Còn ngủ phê không kìa. Thấy thương kìa không? Nè, nó ngủ rồi. Cưng kìa.